2. Tự chấp có năng lực nhưng thực sự không phải năng lực. Lại nữa A Nan, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, nên trở lại bản tính của thức đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Giảng: Lại nữa A Nan, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành. Lại nữa A Nan, hành giả người đang tu tập chánh định quán xét cùng tột tánh không của hành ấm. Hành giả đã quán sát đến mức cùng tột và đạt đến tánh không của hành ấm. Hành ấm hoàn toàn là không đối với hành giả, nên trở lại bản tính của thức đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt, đã diệt hẳn ý niệm cảnh giới sinh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu viên mãn của sự tịch diệt. Anh ta chưa đạt được niềm vui tịch diệt, do vì thức ấm chưa được tiêu dung. Thức và chân như có khác nhau tí chút. Thức là chủ thể còn có sinh và diệt, còn chân như thì không còn sinh diệt nữa. Ngay bây giờ, thức thứ 8 vẫn còn tướng sinh diệt nhỏ nhiệm, hòa hợp với chân như vốn không sinh diệt, trở thành hòa hợp thức. Là vì cái thức sinh diệt ấy cùng với chân như bất sinh diệt rất gần gũi nhau, cả hai cùng hòa hợp nương nhau mà sinh khởi, gọi là hòa hợp thức, vì nó chưa đạt được hoàn toàn tinh diệu. Nếu xem nơi trở về chân thực là tự thể của riêng mình, xem 12 loại chúng sinh cùng khắp cả pháp giới hư không đều từ trong thân mình sinh ra, quyết định cho kiến giải này là đúng, thì người ấy rơi vào cái chất năng phi năng, thành bè đảng giới ma hê thủ la, thường hiện ra vô biên thân. Do mê muội tánh bồ đề của chư Phật nên bỏ mất chánh tri kiến. Giảng: Hành giả xem nơi trở về chân thật là tự thể riêng của mình, nơi thân mà hành giả quay hướng về cũng còn nằm trong dòng sanh diệt của thức thứ 8. Đó chưa phải là tự thể chân thật của mình, nhưng hành giả cho là như vậy nên rơi vào một vọng chấp khác, đó là xem 12 loại chúng sinh cùng khắp cả pháp giới hư không, từ loài noãn sinh cho đến loài phi vô tưởng, cùng khắp cả pháp giới hư không đều từ trong thân mình sinh ra. Xem 12 loại chúng sinh cùng khắp cả pháp giới hư không đều từ trong thân mình sinh ra. Các ông có biết chúng sinh từ đâu mà có không? Hành giả hỏi, rồi tự trả lời: Hoàn toàn từ thân tôi mà ra, tôi sinh ra tất cả các loài chúng sinh ấy. Giống như trước đây có một hành giả đã nói: Các loài chúng sinh đều là con đẻ của ta cả, ngay cả chư Phật, chư Bồ Tát, các vị A-La-Hán, ta đều sinh ra những vị ấy. Ta có thể sinh ra các vị Bồ Tát và A-La-Hán. Hãy xem kỹ cái thói ngã chấp điên đảo của người này, quyết định cho kiến giải này là đúng. Nếu hành giả quyết định cho kiến giải này là đúng, anh ta cho kiến giải ấy là thù thắng, nhưng thực ra chẳng phải như vậy. Kiến giải này hoàn toàn căn cứ vào tà kiến, nên không thể gọi là thù thắng được. Nếu nó thực sự thù thắng, nó sẽ phù hợp với Phật Pháp. Thế nên khi quý vị công phu và đọc kinh Phật, cốt yếu là phải hiểu thật rõ ràng ý kinh. Thì người ấy rêu dài cái chấp năng phi năng, thành bè đảng giới ma hê thủ la, rơi vào chấp trước sai lầm cho rằng mình đạt được một năng lực mà không thực có. Anh ta nói rằng có thể sinh ra tất cả 12 loài chúng sinh, nhưng thực ra anh ta hoàn toàn không có khả năng như thế. Đó chỉ là sự ước đoán do anh ta tạo ra từ vọng thức của chính mình. Anh ta thực sự không có khả năng ấy, nhưng anh ta trở nên chấp trước vào ý tưởng rằng mình có năng lực ấy. Quý vị ở đây, ai có loại vọng chấp này không? Thành bè đảng giới Ma Hê Thủ La. Ma Hê Thủ La là vua cõi trời đại tự tại, là cõi trời cao nhất thuộc sắc giới.
Mahethula còn gọi là Đại Tự Tại. Vị ấy sinh ra đã có 3 con mắt. Vị này có 8 cánh tay, 4 bên phải và 4 bên trái. Những cánh tay phía trước rất thuận lợi để cầm nắm đồ vật, những cánh tay đằng sau để cầm những vật lấy ấp được. Vì một tay chưa đủ, hai tay vẫn không đủ để lấy và cất giữ vật dụng lấy được, nên ông ta có đến 8 tay. Ông ta có thể cầm nắm rất nhiều thứ. Nếu ông đi ra vào công ty bách hóa, tôi chắc là nhân viên bảo vệ canh chừng người ăn cắp hàng hóa sẽ rất khó khăn khi canh chừng vị này, vì ông ta có quá nhiều tay. Vị này thường cởi trên trâu trắng, tay cầm phất trần màu trắng. Ông ta dạo chơi khắp nơi rất tự tại. Ông ta nói: "Hãy nhìn xem, ta hoàn toàn tự do. Các ông chẳng được như ta, ta đã có được tự tại tuyệt đối." Đó là lý do tại sao gọi vị này là Đại Tự Tại. Thường hiện ra vô biên thân. Đại Tự Tại Thiên Vương thường hiện ra vô số thân. Vị vua trời này chấp rằng ông ta có thể hiện ra vô số thân, nên ông ta tuyên bố rằng tất cả các loài chúng sinh đều sinh khởi từ ông ta. Nay hành giả cũng đang tu tập pháp môn này, anh ta cũng có chấp trước như thế. Anh ta cho rằng tất cả mọi loài chúng sinh đều sinh ra từ anh ta. Quý vị hãy nghĩ xem, làm sao người khi chưa thành Phật mà có khả năng xuất sinh các loại hữu tình? Đây là một loại vọng chấp. Anh ta nghĩ là mình có khả năng ấy, trong khi không thực có. Anh ta đã kết quyến thuộc với Đại Tự Tại Thiên Vương và rơi vào cõi trời Đại Tự Tại. Do mê muội tánh bồ đề của chư Phật nên bỏ mất chánh tri kiến. Mê muội tánh bồ đề của chư Phật, hành giả đánh mất chánh tri kiến. Mê muội tánh bồ đề của chư Phật, hành giả đánh mất chánh tri kiến. Hành giả không nhận ra được sự giác ngộ chân chính, cũng không có trí tuệ chân chính. Thế nên anh ta đọa lạc vào thiên ma ngoại đạo. Đây là dạng thứ hai, lập nên cái tâm năng vi, thành kết quả năng sự, trái xa với tính viên thông, ngược với đạo niết bàn, sinh ra giống đại mạng thiên, chất cái ta trùm khắp. Giảng, đây là dạng thứ hai, lập nên cái tâm năng vi, thành cái quả năng sự. Đây là dạng thứ hai, lập nên luận về quả vị có thể chứng đắc, căn cứ vào ý tưởng mình có một năng lực. Dựa vào ý tưởng mình có năng lực, kiến làm xuất sinh các loại chúng sinh, nên nghĩ rằng mình đạt được quả vị dường như trùm khắp viên mạng, nên trái xa với tính viên thông. Những suy nghĩ và việc làm của hành giả đều trái nghịch với pháp môn nhĩ căn viên thông, hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của chính mình, phản văn văn tự tánh. Trái ngược với đạo niết bàn, hành giả cũng đi ngược với đạo lý bất sinh bất diệt. Ngược với đạo niết bàn, sinh ra giống đại mạng thiên, chất cái ta trùm khắp. Sinh ra hạt giống đại mạng thiên, chất cái ta trùm khắp viên mãn. Rốt cùng, hành giả sẽ bị thọ sinh trong cõi trời đại mạng. Đó là cõi của Đại Tự Tại Thiên. Đại mạng có nghĩa là xem thường tất cả mọi người và mọi loài. Vị này luôn luôn cởi trâu trắng, có 3 mắt, 8 cánh tay, nghĩ rằng mình rất là ưu việt. Cởi trâu trắng đi lại một cách tự do, rất tự mãn, vì vị ấy nghĩ rằng cuộc sống của mình rất là phi thường, nên sinh ra ngã mạn cống cao. Vị ấy tuyên bố: "Ta hoàn toàn trùm khắp cả pháp giới, ta có khả năng thành tựu tất cả mọi việc." Ha ha ha,